Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè 5 châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là một cặp loa full ram bát đồng trục 2 năm. Đấy, cái này thì em chưa vệ sinh đâu nhá. Đấy, bát 2 năm đồng trục. Cái này thì thùng của nó là cả lỗ cọc rưỡi, cả lỗ cọc trên. Hôm nay là báo giá với các bác là giá hôm trước em báo là 3 triệu rưỡi thanh lý. Đúng không? 3 triệu rưỡi nhưng hôm nay thanh lý cho các bác giá không đến 3 triệu rưỡi. Chỉ có 3 triệu 2 thôi. Bao ship cho các bác. Đấy. Cơ bản là bây giờ em sắp về thêm được nhiều hàng bãi xịn nữa. Hàng đẳng cấp lắm. Nên là đang cần vốn thì cơ bản là mỗi thứ nó xả một tí thanh lý cho các bác để em lấy những hàng cao cấp hơn để review với các bác thôi. Đấy. Bát 2 năm. Nhưng mà từ tận 19 côn 76 à côn từ 19 côn 76 và tép là côn của nó là côn 51 nhá. Tép con này là côn 51, rất là to luôn. Bát từ 19 côn 16, tép côn 51. Đấy, tép cũng từ 19 luôn, nhưng mà côn 51. Bởi vì đây nó niền luôn này. Con này niền của nó là dùng một nam châm từ này. Đấy. Niền luôn nhá, không giờ như là cái loa đồng trục bãi xịn của Anh Quốc kia đâu. Con kia thì đẳng cấp rồi. Con này thì gọi là thành lý thôi. 3 triệu 2 bao ship cho các bác. Đấy. Có cái gì thanh lý được thì thanh lý thôi, không phải là cái gì cũng thanh lý cả. Có cái thì em sẽ thanh lý, mà có cái thì bớt đúng 100.000 hay là bớt 50 thì em không bán. Đấy. Bát 2 năm từ 19. Côn 76, tép côn 51. Đấy, rất là khủng bố luôn. Thì cái này em có chỉnh sửa lại một tí rồi, bởi vì con tần gốc của nó nhìn nghe tiếng không thể nào chấp nhận được. Thì em đã để chỉnh sửa một tí trên phân tần này. Đấy. Thay tụ con 5,6 bằng con 2,5. Tụ tép mà nó cả 5,6 thì nghe thế nào được, đúng không? Nghe nó chó nó gắt lắm. Đây. Đó. Thùng thì nó bị xước và hai cái khác màu nhau. Đây là em đã sơn lại rồi. Đấy. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nha. Đấy. Thùng nó bị mất lưới. Chứ còn đôi này nếu mà còn cả lưới thì chắc cũng không đến lượt em mua đâu. Cũng nhiều anh em khác săn lắm rồi. Thì con này thành lý cho các bác giá rất là tốt rồi. Bây giờ các bác đi mua cái cụ bát. Bát 2 năm đi. Xong là còn mua thêm cả một đôi tủ cụ tép nữa. Bát 2 năm giá thị trường nó tầm 7 triệu 8 nha, 7 triệu 8. Mà xong là còn cộng với cụ tép nữa là vào mấy trăm nghìn nữa rồi. 5-600 nghìn hoặc là 7-800 nghìn. Loại tép cụ to côn to. Côn 51 thì chắc phải tầm gần 1 triệu cơ. 8-900. Tính qua nó vào gần 2 triệu rưỡi rồi. Xong bây giờ các bác mua thêm cả phân tần nữa, 450 nghìn nữa. Phân tần cùi móc. Thế là vào 2 triệu 9 rồi. Xong là còn chưa tính tiền thùng. Thùng nếu mà thùng như mỗi đôi thùng 2 năm bên phụ kiện âm thanh thì nó có bộ đang bán là vào 1.650.000. Các bác cứ cộng thêm vào thì nó vào là gần 4 triệu rồi, hơn 4 triệu rồi. Đấy, trên 4 triệu. Một đôi. Mà trong khi đó là các bác sử dụng ngay một đôi bãi bát 2 năm từ 19 nha. Trên thị trường thì chỉ có từ 15-6 côn 63 thôi, nhưng con này tận từ 19. Đấy. Từ 19. Đấy. Của Hong Sinh nha, bát xịn nha. Giá này thì em hỏi các bác là các bác không mua đâu được nữa. Chả mua đâu được. Thành lý đúng một đôi duy nhất. Nên là các bác nào có quan tâm thì liên hệ nhanh còn kịp nhá. Đấy, vì em sẽ mời các bác cùng nghe thời chất âm thanh của cặp loa này. Một chiếc thôi nhá. Một chiếc em đào thắng tháo sẵn rồi. Tiết kiệm thời gian chứ không quay nó dài quá. Hương yên một ngày nắng gió. Trên tiếng lời, tiếng ca sĩ nên trong sạch sắc nét chi tiết. Dù nhau đi trong cơn mưa bay, đường mây tám hướng mộng đời ngập tràn. Trả lại em góc phố huy hoàng, chỉ mình tôi với giấc mơ tàn và bao đêm chờ xa. Tình
tình trạng còn tương đối đẹp. Em hôm hôm hết kỷ niệm một đời, làm hành trang ta mang đi theo về nơi gió cát một vùng biển trời. Chiều mưa đêm xóa dấu chân mềm, dường như ta vẫn mãi đi tìm phố vẫn xưa mà anh mất em. Ta vẫn biết tình nào không nuối tiếc, hát cho nhau lời cuối. Thùng theo kiểu monitor, các bác có thể đặt đứng nghiêng nằm các kiểu. Đành thôi em ta chia tay nhau, đành gom góp để xe giao thông qua rồi. Ok, giới thiệu và test thử thì đến thế thôi nhá các bác nhá. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả. Con này là không có lưới đâu, về các bác tự nghiên cứu nhá. Đáng nghĩa bán 3 triệu rưỡi là làm cho các bác cái đôi lưới, nhưng mà nhiều cái việc linh tinh quá thì thôi, để sau. Đấy, còn các bác nào thích thì vẫn có lưới, cộng thêm mấy trăm nghìn thôi. Ok nhá, xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.